Rồi ok các bác, thì hôm nay chủ nhật nghỉ em mới có cơ hội mà đi test hai con Wing và con 4XL. Thì ở cái chế độ camera này em sẽ test cái camera gốc này, cái camera gốc của con Wing này ở chế độ hoàn toàn tự động hết nhé, tự động hết luôn, không có cái gì mà em can thiệp vào hết á. Đấy là con Wing gốc này. Đó, và em có test một cái bản G Cam đây này, một cái bản G Cam đây là bản bản G Cam Cam này cũng là một bản G Cam đây đây sẽ đây. Thì em đã dùng một cái bản G Cam là phiên bản là 8.3.252, thì trên cái con Win à, trên cái con 4XL này cũng thế này. Em để xem này, bản G Cam nó bao nhiêu đây này. Đây thì bản G Cam trên con Wing, à quên, trên con 4XL ấy thì nó cũng là bản 8.3252, thì mấy số đuôi sau thì có thể nó thay đổi một tí. Thì ý muốn nói là em đang dùng một cái bản G Cam 8.3 cùng với cái bản, nói chung là tương đương thôi, tương đương với cái bản G Cam đang dùng trên con 4XL để mà so sánh nữa. Thì cũng như kiểu là so sánh một con hàng hàng fake, một con bản G Cam fake và một bản G Cam chính hãng hàng real xem nó thế nào. Thì tất cả đều tự động nhé, và em sẽ thử đi so sánh cả cam sau cam trước. Thì cái cam trước của cam cam sau của con này này, nó chỉ có con 4XL này, nó chỉ có cái góc 1x này và góc 2x thì thôi. Thì góc 2x nó đa số dùng cho tele, thì em có chụp cái chế độ chân zoom và đa số là chụp chân zoom thôi, chân zoom xem thế là thế nào. Đấy, và để chế độ 1x hết, cái 2x kia không quan trọng cho lắm đâu. Thì ở trên cái con Win này thế thôi, bản G Cam nó cũng có chế độ chân zoom 1x, 1.3x thì nó cũng tương đương thế thôi. Đó, và ngay cả ở chế độ cam gốc cũng có này, cũng có chế độ chân zoom luôn. Thì em có thử test ba cái chân zoom này xem thế nào. Đó, thì ở con Win thì có mấy chế độ làm mờ này thì em để ở mặc định luôn nhé. Thì thực ra là có thể là chưa chưa cần phải đi chụp, các bạn cũng biết là LG nhà mình nó xóa phông như như mốc ấy, cho nên nó không không phải là ghê gớm cho lắm, nhưng mà cứ test cho các bác xem thế nào nhé. Rồi ok.